Nếu trường học trở thành show truyền hình thực tế thì sẽ như thế nào? Khi mà bước vào căn phòng nè, tôi thấy là căng thẳng. Tại vì đứng ở vị trí hôm nay tôi đưa quyết định của mình. Một bên đó là mẹ của Minh Châu, là bạn thân của tôi ở ngoài. Còn một bên đó là đồng nghiệp thí cốt, là cô Kim Nhung. Quyết định cuối cùng của tôi đưa ra là đình chỉ công tác cô Kim Nhung của chị chỉ. Những gì mẹ mấy nói về tôi thì có cách sờ tôi. Rồi còn vu khống tôi là lấy sách đập lên đầu em ấy nữa. Đừng quên sau lưng tôi là ai. Em sống thì chị đẩy thôi. Chị cảm ơn em. Chị biết chắc là em sẽ làm như vậy. Chị tin em. Em hiểu chứ mà. Cảm ơn con chị tụi con. Em biết em bị chịu áp lực nhiều từ cô. Thực sự khi mà đưa ra quyết định đó thì cũng rất là khó khăn với tôi. Cho nên nhưng mà em phải cẩn thận nha. Cô ấy chưa dừng lại. Tất cả tôi làm chỉ vì đại cuộc. Thế nào mới là đại?